Sẽ tìm một người bạn gái như thế nào? Cả về bên ngoại, tức là ngoại hình và nội thất. Nội thất là sao bạn? Không phải nội thất mà là nội tâm ấy. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Thôi đi bạn. Mình sẽ giới thiệu sơ sơ để đối phương cảm nhận được ha. Em tên là gì? Em tên là Vi Thị Nhỏ Duyên ạ. Vi Thị Nhỏ Duyên. Nhỏ Duyên. Vâng. Wow, tên đặc biệt quá. Duyên này rất nhỏ nha quý vị. Rồi, em bao nhiêu tuổi? Mình em 23 tuổi ạ. Quê em ở Lạng Sơn, hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Công việc của em là trợ lý của diễn viên ạ. Bạn trợ lý của diễn viên nào? Chị Nhã Phương ạ. Chị Nhã Phương. Dạ. Mà xinh như vậy cũng nhiều người ngắm nghía. Vậy lý do tại sao bạn đến với chương trình này? Em muốn cho mình một cơ hội mà hỏi chị Phương. Chị Phương kêu là chị khuyến khích đi, chị muốn em đi chương trình này để có người yêu. Dạ, mấy chị em trong nhà làm hồ sơ cho em gửi đi chương trình ạ. Rồi, mời bên kia giới thiệu. Em tên là Nguyễn Anh Tú, năm nay 26 tuổi. Hiện tại đang làm trợ lý giám đốc cho một công ty luật. Em học luật ra hả? Em không. Ủa? Không một luật ra sao làm trợ lý giám đốc về luật? Không, tức là em cứ đi theo tổng giám đốc sai gì làm đấy. Thôi mình nói chút xíu về đường tình duyên của mình. Sao lận đận có mặt ở đây bạn Nhỏ Duyên? Dạ, tại vì em chưa thấy ai thích hợp với em nên là bây giờ ấy... Chưa có mối tình nào hả? Chưa ạ. Chưa luôn? Vâng. Là những điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng, chăm chỉ, nấu ăn cũng được. Nấu ăn món gì ngon nhất? Món gà luộc. Món nó ngon. Trời ơi, gà luộc cũng khó, luộc có ăn lên. Gà kho nghệ. Gà kho nghệ. Vâng. Dạ, món nó cũng ngon rồi ha. Dạ. Rồi, còn những cái điểm yếu của mình? Hay cằn nhằn, tự kỷ. Tự kỷ là sao em? Hay suy nghĩ linh tinh ạ. Đi làm một mình cứ ăn cơm. Cái đó đâu phải gọi tự kỷ. Dạ. Tự kỷ là mình làm cái chuyện gì nó hơi bất bình thường chút xíu mà một mình làm hoài mới tự kỷ. Ví dụ như ngồi nói chuyện mình hay là ngồi là gì đó, cái gì đó. Ngồi nói chuyện mình là mệt rồi đó chứ không phải tự kỷ đâu. Cái này không biết làm sao rồi nhá. Em nghĩ em là người lãng mạn. Ồ, hay là cái này được á. Nói chung là mình nghĩ ra được nhiều cái khung cảnh, nhiều cái tình huống này. Rồi bây giờ bạn thử nghĩ một cảnh đầu tiên, nếu như bạn gái bên kia đồng ý hẹn hò với bạn lần đầu tiên thì mình tạo ra không khí, không gian như thế nào là lãng mạn. Xem thử các bạn lãng mạn tới nào. Giờ chắc là em chưa nghĩ ra rồi. Trời ơi. Vậy mà nó ưu điểm là lãng mạn. Người ta phải nghĩ ra liền. Lần đầu hẹn hò, mình hẹn bữa nào trưa thiệt nắng chang chang lúc 12 giờ trưa đó, ở giữa đường quốc lộ vậy, thí dụ vậy. Bây giờ mình sẽ tìm một người bạn gái như thế nào? Cả về bên ngoại, tức là ngoại hình và nội thất. Nội thất là sao bạn? Không phải nội thất mà là nội tâm ấy. Tâm là nội tâm, bàn ghế, nội thất là nội thất, hai cái nó không liên quan gì. Giờ ngoại hình sao nè? Không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Cơ bản ngoại hình thì em muốn là bạn ý thức việc làm đẹp. Nói chung là mình cũng biết trang điểm một chút xíu, ra ngoài đường là mình thích. Ví dụ như bây giờ bạn nữ đi sửa sắc đẹp, ví dụ như đi tăng trưởng vòng 1 hay là cắt mắt, hay là sửa nâng mũi, gọt cằm gì đó, bạn cho không? Em nghĩ về cái đó thì có thể là cả hai cùng đi. Ủa là bạn cũng muốn nâng vòng 1 luôn hay sao? Không, cái vòng 1 thì có thể là em tự khắc phục được, nhưng có vài cái về khuyết điểm ở trên khuôn mặt em cũng muốn sửa chẳng hạn. Coi như là đồng ý với sự chỉnh sửa đúng không? Miễn là đẹp là được đúng không? Quan trọng bạn ấy không sợ đau. Rồi, thoải mái quá. Mình muốn chọn cái mẫu người như thế nào? Dễ thương như anh Quyền Linh ạ. Và là sạch sẽ, rồi là biết quan tâm chăm sóc. Ủa, bộ đàn ông ở dơ lắm sao bạn còn sạch sẽ? Cái điều gì mình không thích ở người bạn trai? Không chơi bời nhiều ạ. Chơi bời là sao? Chơi bời đi là... chơi là quên hết cả người yêu. Vâng. Có chơi bời nhiều không? Cũng chơi nhưng không bời. Đúng rồi. Bạn trai nãy bạn chưa nói rõ là ngoại hình bạn cần như thế nào, để qua xem có được hay không. Cụ thể đi chứ gì ngoại hình nội thất gì nghe nó không cụ thể. Thì cái nhất giá nhì da thứ ba khuôn mặt thôi ạ. Còn 1m63, 65. 63, 65. Rồi còn gì nữa? Nhiều đó rồi hả? Nhiều đó quá trời, nhất dáng gì da. Cái ba gương mặt cao 1m63, 65. Bạn không thích gì ở người phụ nữ? Đấy là người phụ nữ không tâm lý, không có sự thông cảm ý. Tức là mình nói rất là nhiều nhưng không đúng thời điểm, khiến cho người bạn trai hoặc người chồng của mình rất là áp lực. Vậy là cằn nhằn đó đúng không? Vâng, kiểu như thế. Rồi kiểu vậy để tôi qua xem mặt bên kia coi thế nào. Ở đây cằn nhằn đúng rồi, nhất dáng gì da thứ à? Ô, chào em, rất là xinh đẹp. Nhất dáng gì da, dáng cũng được. Da cũng đẹp, gương mặt cũng xinh. Cao nhiêu kìa em? Trợ lý Nhã Phương mà. không? Còn anh là trợ với Trương Giang này. Được không? Được ạ. Con miếng quá dính luôn. Hả? Dạ. Rồi, bây giờ 1m63 trở lên. Sao mấy? Em 59. Rồi sao? Rồi sao? Em ơi, trai ơi, đây có 59 rồi sao? Ok, khắc phục được bằng giày cao gót mà anh. À, có dài thêm ha. Em thích một cái chàng trai giống nghệ sĩ nào không? Nói cụ thể cho dễ hiểu. Em thích vợ chồng của Hi Oli ạ. Ly chén muỗng gì mình kia giống Ly không? Để hồi bên kia em hỏi coi giống ảnh không nha. Dạ. Rồi, vậy được. Bên đây đàn trai rất là hiền, dễ thương, nhẹ nhàng, quyến rũ nữa. Bởi nó có đẹp không mà sao yêu cầu cao quá vậy? Quyến rũ lắm mà. Qua xem đi biết. Sao em muốn sao? Em chỉ cần tốt là ơi. Đây nè, anh bên này anh đòi hỏi quá cao luôn nè. Chào chị. Xí xí, ủa bạn cái này tóc giả hay tóc thiệt vậy? Tự nhiên thấy cái máy nó che như này, mình tưởng thường hay mấy anh giờ thiếu tóc phía trước cái hay gắn nguyên cái máy vô á, mình tưởng đâu gắn cái máy vô. Bây giờ này còn trẻ thì mình phải hỏi chứ. Em để thế để chị vuốt tóc em. Thôi bây giờ nè, bao nhiêu lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? Thực ra thì em kỳ vọng là năm sau. Có sớm quá không? Tự nhiên em bị khao khát điều đó. Ồ, vậy em có khao khát, có đam mê là được. Em cứ nghĩ là bạn ấy cứ trải nghiệm em đi. Trời ơi, trải nghiệm gì trời? Trải nghiệm luôn gớm đi. Trải nghiệm em là trải nghiệm sao? Thì mình cứ thử đi, thử ăn uống, nói chuyện, nếu mà cảm thấy hợp nhau thì mình... Chứ em cũng đâu bắt bạn ấy phải là của em luôn đâu. Dùng từ cũng hay quá ha, trải nghiệm em đi. Trải nghiệm được á. Có ai thử trải nghiệm thôi không ta? Thôi được rồi. Em có tật xấu gì không em trai? Hay quên. Hay quên. Rồi gì nữa? Tức là em đang quên hết cả tật xấu của em rồi. Trời ơi. Thôi bây giờ hỏi ý người thân nữa coi sao nha. Hôm nay em có đi với ai không? Hôm nay em đi với cả em gái của chị Nhã Phương, em dâu nữa, và em trai chị Phương nữa. Em gái, em dâu, em trai đâu? Em gái của Nhã Phương, em dâu, em trai đâu? Dạ. Thôi chào các bạn. Đừng có nói đi chung với bạn trai Nhã Phương nữa nha. Nhìn coi có không nha. Dạ, em chào chị. Em tên gì? Dạ, em là Phương Anh. Phương Anh là em của Nhã Phương á hả? Dạ. À, hèn chi là cũng có nét giống đúng không? Em nhìn thấy bạn trai bên kia như thế nào? Cũng rất là dễ thương. Mong bạn nam sẽ cho Duyên cảm thấy là hạnh phúc, vui vẻ. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn trai mình có đi với ai không? Dạ, em có đi với người anh của em là anh Đồng Hương ạ. Đồng Hương rồi, chào anh Đồng Hương. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và các bạn khán giả. Tú ơi, em là người rất là may mắn ngày hôm nay đó. Đó. Tại sao vậy anh? Rất là xinh. Tên là Nhỏ Duyên mà Duyên không hề nhỏ. Đấy, thấy chưa? Nôn nao chưa? Hay cho trẻ bạn trẻ gặp nhau này. Kéo màn. Kéo màn. Đấy. Chào em. Thì hôm nay là nhân chương trình Bạn Mua Hẹn Hò thì anh muốn tặng em một món quà ở quê hương anh. Anh quê ở làng Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội ấy, là làng gốm. Thì cũng qua chương trình thì giới thiệu sản phẩm luôn. Đây là sản phẩm bộ ấm chén của quê hương em. Hôm nay đi tìm người yêu hay đi quảng cáo? Thì hôm nay thì nhìn thẳng mặt bạn gái kìa. Em xin đọc một đoạn rap được không ạ? Dù ông già Noel công an cho anh xe hơi, hay ông già Noel công an cho anh máy bay trên trời, thì đó đâu phải là hạnh phúc đâu người ơi. Anh chỉ cần em mà thôi. Anh nói gì vậy? Em dịch cho anh nghe coi. Anh không hiểu tiếng Anh. Em hát sao mà hát tiếng Việt mà anh Linh nghe ra tiếng Anh luôn kìa. Dạ. Anh tưởng không hát tiếng Anh. Anh chỉ cần ông già Noel mang em đến cho anh là được rồi. Đại khái nội dung vậy đúng không? Dạ. Còn em cần gì? Ô tô, xe hơi, máy bay hay là... Anh ấy? Em chỉ cần anh ấy yêu em, quan tâm đến mọi người xung quanh ạ. Mở món quà để xem có cái gì ý nghĩa coi. Vì cơ quê ảnh của em. Trời, đẹp quá ha. Rồi hai người ngồi đứng hoài. Bây giờ cảm nhận bạn gái thế nào? Em thì em cảm nhận từ cái bên trong chứ. Quan trọng cái bên trong không vậy ta? Không phải cảm nhận bên trong trước mà thực sự thì em nghe về công việc của bạn ý, em lại thấy thích công việc của bạn ý. Em cũng làm trợ lý, thì không phải là trợ lý bên nghệ thuật thì em cũng hiểu đặc điểm công việc. Thì em nghĩ là cái vấn đề đó em phải thông cảm được. Em thấy bạn ý cũng rất là dễ thương ạ, muốn hẹn hò với bạn ý. Bạn gái cảm giác bạn trai cảm nhận gì bạn trai thế nào? Dạ, em thấy bạn ấy cũng có nhiều điểm giống em, hay ngại và hay quên, nhưng em thấy dễ thương. Một tuần liệu mình có thể gặp nhau mấy lần em? Nếu mà thời gian rảnh thì lúc nào cũng được ạ. Thì anh muốn kết hôn vào mùa lạnh năm sau tại Hà Nội. Bạn tìm hiểu rồi. Bạn có thích kết hôn vào mùa lạnh không? Hay là thích kết hôn vào mùa nắng? Mùa nắng á. Mùa nắng thấy chưa? Trời, trớt quốc à. Bên đây thích mùa lạnh chứ thích mùa nắng. Em cho anh một cơ hội tìm hiểu nhé. Nó không cái gì tận đáy lòng của mình nãy giờ. Phải sao người ta mới cho chứ tự nhiên đâu vô sinh cơ khơi. Anh rất muốn hẹn hò với em. Nói chung là em hơi bị run lần đầu làm chuyện đấy. Nãy giờ thấy em xinh quá, nụ cười của em quyến rũ quá. Mình phải cảm nhận từ trái tim của mình chứ gì cứ gặp em với anh với em hẹn hò nha. Đấy bây giờ nói đi, nói từ đấy lòng của mình suy nghĩ cái gì về cô gái nãy giờ. Anh thấy em rất là dễ thương. Anh thích nói chung là cả về bên ngoài lẫn cả gọi là cả bên nội cả bên ngoại anh đều thích á. Dạ. Thế nên là anh muốn là mong là em cho anh cơ hội có thể là mình hẹn hò nhau rồi nghĩ đến xa hơn. Đó, ít nhất là phải vậy. Cặp này đi hẹn hò chắc phải cho tôi với Tường đứng kế bên mới được. Rồi đặt tay vào rồi. Nút bấm đi em. Suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút có nghĩa là trao nhau một cái duyên và chấp nhận nhau để tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân. Bắt đầu. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sao vội vàng vậy em? Kêu nói thì không nói mà bấm nhanh vậy, người ta chưa có gì hết trơn à. Nắm tay nhau. Nào, cái nắm tay nhau. Đã đồng ý là chúng ta đã trao những cái duyên rồi. Hãy hôn bạn gái nhân ngày gặp mặt đi bạn. Nào. Làm gì hung cho mày? Môi mình có mùi mỹ phẩm thân thơm. Mùi mỹ phẩm thân thơm, trời ơi. Nó hung mỹ phẩm không à? Chán hung này cũng ơi. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp và Cinebox 212 Lý Chiến Thắng giúp các bạn sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Đây là một chiếc thẻ GCB đến từ Nhật Bản, một cái thẻ thanh toán quốc tế, trong đấy có giá trị là 1 triệu đồng. Chúc các bạn vừa đi xem phim vừa mua sắm. Tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn hai bạn. Nào hãy nắm tay đưa bạn gái đi xem phim. Dìu bạn gái xuống cầu thang. Gì đâu mà con trai nhút nhát quá trời đất luôn. Nhút đâu mà nhút. Nhút lúc nói thôi chứ kêu hùng không cái chóc liền kìa. Ở công ty mọi người thường gọi em là Mộc Hoàn Hảo. Thấy bạn đó, thấy bạn trai nói chuyện khéo quá mà thua em được con trai vô duyên. Được rồi, và bây giờ thì cặp đôi đầu tiên đã thành công. Chúng ta sẽ tiến đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời Hạ Màn. Mời bạn Nam. Hỏi đi. Mời bạn nữ. Ai nói trước? Ai muốn nói trước? Thôi khỏi giành, cho bên đó nói trước luôn á. Đi rồi. Rồi, chào anh Quyền Linh, chào mọi người trong khán phòng, chào chị Cát Tường và bạn kế bên. À, chào bạn. Em tên là Trần Hoàng Nam, 28 tuổi, quê em ở Tây Ninh. Bây giờ ngồi ngoài cũng rung đúng không? Thấy bạn đó, thấy bạn trai nói chuyện khéo quá mà thua em được con gái vô duyên. À, ngồi đi. Cũng gây ấn tượng rồi đấy. Được, được. Rồi, giới thiệu chút xíu về mình đi. Mình đang làm công việc gì? Rồi. Em đang làm nhân viên nghiên cứu thị trường. Rồi, thôi giờ để nghe bạn gái giới thiệu cái đó nha. Dạ, lời đầu tiên thì em gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Chào bạn. Quý vị khán giả và bạn cùng chơi. Chơi gì? Dạ, em xin lỗi, bạn cùng tham gia. Em tên là Luân Quỳnh Ngọc Diễm, hiện là nhân viên kinh doanh về phụ gia hóa chất thực phẩm. Dạ, thì ngoài cái tên Diễm ra thì ở công ty mọi người thường gọi em là Mộc Hoàn Hảo. Mộc Hoàn Hảo hả? Dạ. Tại sao lại gọi bằng cái tên đó? Dạ, tại vì do là em cũng hơi tròn. Mọi người ưa ghẹo em là tại sao mà tới giờ vẫn chưa có bồ. Cho nên là em mới nói với mọi người là do là em hoàn hảo quá cho nên là khó mà tìm được một nửa còn lại. Thế là kết hợp giữa mập với lại cái sự hoàn hảo đó của em và gọi là Mộc Hoàn Hảo. Mộc Hoàn Hảo quê ở đâu? Em quê ở Long An. Thế mình trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì em trải qua một mối tình. Chia tay bao lâu rồi em? Chia tay chắc khoảng 5 năm rồi ạ. Mà sau 5 năm vừa rồi mình cũng ổn định công việc rồi, mình cũng chưa tìm được người nào khác. Dạ, một phần thì em cũng muốn tập trung cho công việc của mình nó ổn định. Tính em thường là gọi là bị già trước tuổi. Muốn tiến tới hôn nhân chưa? Dạ, hiện tại thì nếu như mà tiến tới hôn nhân thì khoảng 2 năm nữa. Bạn Nam trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì gặp 3 bạn nữ. Em 3 mối tình mà, nhưng mà thời học sinh là một mối tình. Mối tình gần cuối, nhất đây là? Tình cuối á. Tình cuối là quen nhau được 4 năm mà chia tay. Bạn ấy ghen quá rồi em đi lính. Đi bộ đội ha? Dạ. Hồi nãy bạn trai nói là chia tay tại bạn gái nữ là hay ghen. Em hỏi bạn trai thử coi là ảnh làm gì mà người ta ghen? Bộ anh lăng nhăng lắm hay sao mà người ta lại ghen vậy? Cũng không có lăng nhăng nhưng mà vui vẻ với bạn gái bạn đồ, mình đi chung hòa đồng, mình gát vai đồ nhau mà bạn gái cũng gát lại mình cái về cái bạn nữ không chịu. Chứ gì không chịu, đúng rồi. Với em chịu không? Gát vai luôn hả? Bây giờ thân nhau vậy. Thân vậy. Đi chơi chung với bạn trai mà ôm nhau nói anh BD hay sao mà cứ nhưng mình có BD không? Bạn trai phải mạnh mẽ. Đâu BD chuẩn men. Bạn trai phải mạnh mẽ. Bạn gái có ghen không bạn gái? Em thì cũng tính thì cũng tùy lúc. Tính em là không thích cái gì là mình sẽ thể hiện ra ngay trước mặt luôn. Là mặt em sẽ sụ xuống. Xong rồi xong rồi là không thèm nói năng gì hết trơn á. Có nhiều người quá thì em sẽ không có làm mất mặt người đối diện đâu, nhưng mà khi mà về nhà thì có thể là em sẽ hét lên, hoặc là em không hét được thì em sẽ đập bàn chẳng hạn. Thôi đừng đập bàn, đập ảnh á. Cậu em cậu hát thử nghe thử cỡ nào. Vậy cũng đâu có gì đâu. Rồi bây giờ em muốn tìm người bạn trai thế nào, diễn tả coi giống về đàn trai không? Cao hơn em, to hơn em. Cao hơn em, to hơn em. Rồi gì nữa? Gương mặt có hậu. Có hậu. Mặt rộng á. Mặt rộng hả? Mặt rộng là sao? Mặt mâm. Mặt mâm. Mặt mâm hả? Mặt anh chà bá luôn em. Em có một cái hình tượng nào có thể diễn tả cụ thể không? Dạ anh Quyền Linh. Anh Quyền Linh và anh Xuân Bắc. Lên Xuân Bắc ha. Dạ, tính tình vui vẻ rồi lối sống đơn giản. Được mà, bạn ở đây rất là vui tính. Đạt chuẩn không? Đạt chuẩn không? Được không? Dạ em thấy tính là thấy hợp, rất là hợp rồi. Coi cái mặt có mâm không? Chết rồi, cái mặt này hơi bị ốm. Không có rộng, mặt không có rộng. Tướng không có mập. Nhưng mà người ta chắc. Rồi bây giờ nè, nếu mà được thì bao nhiêu lâu nữa tiến tới hôn nhân được? Dạ mẹ thì cũng kêu cưới vợ hoài. Hồi đó mẹ nói mày ráng học rồi. Không có nên tao 30 tuổi tao mới cưới vợ mày. Bây giờ 28 rồi. Giờ mới 28 tuổi hối quá trời. Nói mẹ nói sao giờ mẹ hối quá trời. Tại nhà 3 người trai mà chỉ có chưa có ai có gia đình. Mẹ hối quá trời mà mình có muốn chưa? Dạ cũng muốn. Rồi mẹ có dặn kiếm vợ làm sao không? Mẹ nói con chịu sao là mẹ chịu vậy. Mà em muốn sao? Nói chung thì hợp với tính em, ngoại hình thì cao ráo là được. Rồi hôm nay mình có đi với người thân nào không? Đi với em trai ruột, em Út. Em ruột á hả? Dạ. Trai vậy là đón anh trai sao rồi đó. Trời chị nói gì chết em. Chào em. Thấy chị con gái của bên kia có hợp. Dạ, chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào khán giả. Thấy chị cũng dễ thương, tròn tròn. Anh em có thích tròn không? Đúng gu luôn. Đúng gu hả? Anh em có tật xấu gì không? Tốt hết nhưng mà được cái nóng tính. Em thấy chị gái này là hợp với nhau được bao nhiêu phần trăm? Cũng 90. Ghê vậy, 90. Rồi, cảm ơn em. Mình có đi với bạn ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, có một chị đồng nghiệp với em ạ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Dạ, thì thấy bạn trai cũng khá là vui vẻ. Nói chung là tính cách thì có vẻ sôi nổi, phù hợp với Diễm. Rồi, cảm ơn bạn. Bây rồi, giờ đó là chuẩn bị kéo màn lên, mình có tiết mục nào biểu diễn gây ấn tượng không? Không? Em cũng hát hò gây trò rồi, nhưng mà người lạ đó cũng hơi rung. Không có rung, lạ rung cũng đâu, hát luôn. Trước lạ sao quen. Bài gì cũng được. Hát 2 câu giọng cổ. Rồi ok, rồi, được luôn rồi. Kéo màn lên là hát liền nha. 2, 3, kéo màn. Lấy hơi đi, lấy hơi đi. Bắt đầu. Em yêu. Em có biết không anh thương em, nhớ em nhiều lắm. Đêm trắng thâu đêm giấc ngủ không tròn. Em tránh xa anh cũng do bởi kiếm tiền. Anh dẫu biết phận nghèo tay trắng, yêu em chỉ bằng tâm hồn và trái tim anh. Nhưng giờ biết phải làm sao, không nhà không cửa, không tiền không xe. Anh đây chết sớm em ơi, mong em trở lại cứu giúp giùm đời anh. Trời ơi. Được. Ấn tượng không em? Dạ em thấy cũng ấn tượng rồi đó. Thích không? Thích không? Em có cái gì đáp trả lại ảnh không? Dạ không. Anh quên lo hát quá. Dạ, tại anh kêu Lợi là hát liền đâu có. Anh kêu gì làm nấy vậy ha. Dễ thương mà. Hiện tại thì là anh đang làm việc ở đây luôn. Đúng. Dạ. Là mình làm ở quận mấy à? Làm ở quận 3 nhưng mà đi khảo sát nhiều khi có đi tỉnh. Ờ. Thường công việc của bên em thì cũng đi rất là nhiều. Đi như vậy thì có khi là đến một tuần thì anh có quan trọng cái việc mà đi như vậy không ạ? Đó là công việc mình phải chịu thôi chứ đâu có ai trách móc gì được chuyện đó. Dạ. Hỏi có làm dâu? À, nếu như mà tiến tới hôn nhân thì em có phải về làm dâu hoặc là ba mẹ thì phải chăm nom, nói chung cuối tuần rồi về nhỉ? À, cuối tuần về thì ok. Tại tuần nào em cũng về. Em có ngại gia đình bạn trai quá đông anh em không? Hiện tại thì em cũng có hơi chút lo lắng. 7 người nam hết luôn anh. 3 người trai, 4 người chị gái. Anh là lớn nhất. Dạ. Còn 2 em trai. Lập gia đình hết chưa? Dạ. Nhà mình lập gia đình. Mấy chị đều lập gia đình hết rồi, chỉ còn 3 người trai là chưa có gia đình. Dạ. Bởi vậy mẹ mới hối thúc là anh trai nên... Hỏi anh chuẩn bị gì chưa? À, nếu như mà quen nhau thì anh nghĩ là bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân? Hồi nãy em nói 2 năm nhưng mà thì anh thì nếu mà phù hợp thì cưới thôi chứ nói chung cũng không xác định. Cưới sớm tốt không có gì. Tỏ tình với nhau cái gì đó thật là lãng mạn đi để mình quyết định là có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Chung thấy anh thấy em thì cũng thật thà, thấy tính cũng vui tính. Em thấy anh có phù hợp với em thấy anh cũng vui. Nhưng mà em chưa có cảm nhận được nhiều lắm theo như là cái mà em suy nghĩ. Cái mà em suy nghĩ là cái gì? Về cái mức độ có thể gọi là hòa hợp với em. Thật sự là lên chương trình là em rất là nghiêm túc, cho nên là em bày tỏ quan điểm của mình rõ ràng. Được thì em nói được, còn không thì em nói không. Có thể là em không bấm nút ngày hôm nay nhưng mà hy vọng là anh sẽ gặp được một người nào đó phù hợp với mình hơn. Còn riêng em thì em chưa cảm nhận được nhiều ở anh. Em xin lỗi. Rồi, hết thời gian. Mình cứ tỏ rõ quan điểm của mình các bạn, không vấn đề gì cả. Phút 89 vẫn còn có thể thay đổi. Suy nghĩ thật kỹ, nhắm mắt thật kỹ, nhắm mắt lại, cảm nhận tất cả những điều gì xảy ra và đi đến quyết định các bạn nhé. 3 2 1. Hết thời gian. Bạn trai, tôi nghĩ rằng bạn muốn bấm đấy chứ, đúng không? Đúng rồi, nếu mà em thì em suy nghĩ nếu mà mình nhiều khi mình nói chuyện vài phút vậy mình đâu có thể hiểu đâu được nhiều đâu. Nhưng sao mình không thể hiện quan điểm của mình là bấm nút? Nhưng mà bạn đã nói mà bạn đã nhường cơ hội thì em phải ra lăng là em nhường là cơ hội lại cho bạn lại tìm người mới chứ em bấm rồi em cũng giành luôn. Đâu có sao, mình mặc dù bạn không bấm nhưng mình vẫn cứ bấm đúng thức như cái gì mình suy nghĩ thôi. Được rồi, dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình và chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Dạ, em cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều đã hỗ trợ cũng như là tư vấn cho em rất là nhiều, nhưng mà chắc là duyên chưa tới thôi thì mình ráng mình đợi thêm một thời gian nữa. Rồi, chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em cảm ơn. Rồi, ngồi qua ghế nha. Mời hai bạn mở mặt nạ ra nha. Đây thì Tường giúp cho. Mời bạn trai mở mặt nạ ra luôn. Rồi, chào hai bạn, bây giờ vô vị trí rồi. Chào về chương trình, là em là Hoàng Công Hải ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nay em 29. Rồi đi làm công ty cũng lâu rồi mà bây giờ nó đang gò bó, giờ em mới đi làm ngành nuôi ong. Rồi, ok, mời em gái. Em chào chị Tường, chào tất cả các bạn. Em tên là Nhung, đến từ Lâm Đồng, năm nay 29 tuổi ạ. Em kinh doanh thời trang. Hiện tại thì em đang làm việc tại Tây Linh ạ. Có nhân viên phụ không hay mình làm mình? Dạ có mình em ạ. Rồi mình đi lấy hàng về mình bỏ hàng mình bán lại. Dạ vâng ạ. Buôn bán được không cưng, đỡ không cưng? Dạ cũng tạm ổn chị. Sao bây giờ nhiều người buôn bán online, em không làm trên mạng hả? Không bán online hả? Tại em cũng không thích lắm. À rồi, ok. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh thì em vừa sống hòa đồng, khá là quyết đoán với lại gọn gàng. Còn điểm yếu thì có lẽ là còn do quyết đoán quá, nó cũng là một điểm yếu. Tính em hay thương người. Ok cưng. Rồi còn em? Điểm yếu là em cũng có một đời vợ trước là 2013, không được mấy tháng rồi. Hai vợ chồng không hợp nhau thì ly dị. Quen nhau bao lâu đám cưới? 2 tháng. À, tại sao quen nhanh quá vậy mà cưới rồi? Không, tại tìm hiểu kỹ rồi, bây giờ xong ở thời gian vợ không hiểu tính em, xong kiếm chuyện xong rồi chia tay. Tìm hiểu 2 tháng là kỹ rồi đó hả? À. Rồi sao rồi rung lắm hả? Sao cà lâm vậy? Rung gì? Ai làm gì đâu rung. Hồi hộp. Tại nay mới gặp được người bạn mới này đấy, hồi hộp. À, rồi. Thế còn mình sao? Tình duyên của mình sao? Cũng gần giống cho anh bên đấy ạ. Em cũng là mẹ đơn thân. Em kết hôn năm 2008. Lý do sao ly hôn? Thứ nhất là anh không hiểu và không quan tâm đến gia đình, còn ham vui. Cái thứ hai thì em lại cần một người hiểu và chăm sóc gia đình. Dạ, anh lớn hơn em 8 tuổi ạ. Lớn hơn 8 tuổi mà vẫn ham vui, ham chơi. Dạ, anh nói là ngày xưa anh thanh niên rồi. Chưa chơi nên giờ lại sợ phải chơi bù. Trời đất ơi, anh niên chưa chơi lấy vợ chơi bụ gì lạ vậy? Ở đây tôi nói mấy cô gái đừng có ham lấy mấy chàng trai mà hiền lành, chưa có mối tình nào, chứ không biết rượu chè cờ bạc, không biết rượu bia mà mừng không có đâu quý vị. Kinh nghiệm của Tường đàn ông là phải có biết chút đỉnh. Rồi khi lấy vợ về mới là thương vợ con, mới chăm lo cho vợ con. Còn lấy đàn ông mà nhỏ lớn chưa biết gì, lấy vợ về rồi lúc đó mới chơi là khổ lắm, đúng không em? Dạ. Công nhận không? Dạ đúng. Nhiều người lên tham gia chương trình mà cứ thích tìm cái người mình chưa có này kia. Rồi có nhiều anh lên đây hỏi ưu điểm của anh là gì? Ưu điểm anh là không rượu bia, không thuốc lá đâu này kia. Mà đó là ưu điểm, chứ đối với chị Tường thấy cái đó chẳng phải là ưu điểm. Dạ. Tại em có 2 cháu. Trai hay gái? Dạ 2 bé trai ạ. Bé thì ở với em, còn 1 bé thì ở với ông bà nội. Mấy tuổi với mấy tuổi? Dạ 1 bé năm nay 10 tuổi, 1 bé năm nay hơn 6 tuổi ạ. Bé nhỏ ở với em. Chia tay bao lâu rồi em ha? Từ 2013 đến năm nay cũng 6 năm rồi. 6 năm qua mình có trải qua mối tình nào khác không? Cũng chỉ tìm hiểu sơ sơ thôi. Có do em khó tính quá hay sao ấy? Mình biết nhiều rồi, năm nay mình cũng sàng lọc mà như vậy là đúng. Chứ mình đâu thể nào chọn một cái bậy bạ nữa rồi mình lại khổ một lần nữa. Cái gì một lần thôi chứ đâu có thể nào để lần thứ hai. Cho nên là thôi, vậy đi em, chậm mà nó chắc. Thấy nghe câu chuyện của bạn gái thì em cảm nhận như thế nào? Dạ, ý anh hỏi là bây giờ nếu mà thương nhau mà nếu mà làm dâu hay là làm dễ em? Cái này em nghĩ là do cuộc sống. Chỗ nào phù hợp thì mình ở, chứ nhà em không có quan trọng làm dâu hay là làm rể hết. À, dạ nhà anh cũng dễ đấy nha. Ví dụ không làm dâu thì mình ở riêng cũng được. Tại nhà anh có một mình con trai à. Thì hiện giờ em đang ở với ai? Tôi em gái với gia đình. Ở nhà đó của ai? Của em. À, rồi bản thân em đi làm bao nhiêu năm nay có dành dụm được cái gì riêng tư chưa? À, cũng có dành dụm cho gia đình, là lúc nào nãy được vợ thì gia đình là nãy cái số tiền đó là cưới hỏi. Giờ bạn gái vợ giả tỷ em lấy cô này là cổ đem theo con của cổ về ở với ba mẹ em luôn được không? Được à. Chắc không? Chắc. Sao em chưa hỏi ý ba mẹ em mà em dám nói được? Cái này là do em quyết định. À, mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Chân thành, sống tình cảm với gia đình ạ. Tại ngoại hình thì cũng không nói trước được điều gì hết chị. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích bạn hút thuốc ạ. Có biết hút thuốc không? Dạ, em cũng có mà ít à. Nếu mà không được thì em bỏ. Ờ, hay quá ha, chưa chân dạy gái rồi. Ok, nói bỏ nhớ bỏ nha. Dạ. Thế còn em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Để cho em coi là em đoán. Thì nói mẫu người của em đi rồi chị đưa cho coi. Chắc bạn gái chắc cũng ở bên nó cũng mặt tròn, chắc cũng người cũng hơi vừa vợ, cũng không mập cũng không ốm, vừa người. Sao biết hay vậy? Thì em đoán, không biết trúng hay không. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Không thích ở bạn gái là ví dụ như biết trên kệ dưới, nghĩa là nói chung là lễ phép. À, thích người lễ phép. Ông nói giờ quần tôi tưởng đó ông không thích. Ý là người họ là hỗn hàng á, là người trên người dưới á. À, rồi nè, lựa đi, kiếm đi. Ở trọng đó. Không biết đoán nhầm không ta? Đó, kiếm ảnh đi. Cái cô này quá. Cô nào? Cô này. Tại sao lại chọn cô đó? Bây giờ ở trong hình, bây giờ khi mấy chị em đâu biết cô nào, bây giờ em đoán đại đi chứ. Em thích không? Đúng gu em không? Khi lắm lúc người ta lại không thích mình sao sao mà biết. Đúng rồi, nhưng mà mình thích không? Dạ thích. Thích thì cầm đi, hồi gả cô đó cho. Dạ bạn ở giữa. Sao biết bạn ở giữa? Thì nghe có cách nói chuyện rồi em đoán vậy. Trời ơi, hình dung nghe cách nói chuyện mà nhìn ra được cái mặt luôn. Xuất sắc quá, cặp đôi này xuất sắc quá. Được rồi, bây giờ Tường sẽ mở cửa trái tim ra nhé, để cho các bạn xem cầm hình nha. Rồi coi có đúng không nha. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Đúng rồi. Đúng không em? Chào em. Đúng không em, đoán đúng không? Dạ đúng. Cái gì? Gần đúng thôi. Cái bánh này khác, ở ngoài khác. Rồi bây giờ cuối cùng tưởng là ai trong đó? Là em đó. Em nào? Vẫn là em đó. Rồi vậy là em kiếm cô này gả cho ảnh em. Cô này nè. Tầm bậy tầm bạ, nhìn kỹ giùm tôi cái coi. Ủa sao tự nhiên trong này tóc dài mà ngoài tóc ngắn vậy cưng? Dạ em mới cắt từ Tết đến giờ chị. Lý do? Dạ thì thanh xuân chỉ có một lần thôi nên là mình không muốn bỏ lỡ một điều gì hết. Chị cũng muốn cắt tóc tém lắm mà từ đó giờ chị chưa dám cắt. Ý em nói chị đã bỏ lỡ thanh xuân, coi chừng sau chương trình về tôi cắt tóc tém luôn. Ví dụ như anh em mình muốn gặp nhau thì gặp nhau chỗ nào, ví dụ như một tháng mấy lần hay là một tuần mấy lần gì đó. Dạ, do công việc, tính chất công việc nên là em khá là bận, có thể thời gian gặp gỡ con sẽ không được nhiều trước mắt, và em muốn tìm hiểu tuần hay là một tháng bao nhiêu lần thôi, chứ không phải là nói cái là ngày mai ngày mốt là tới. Dạ, quỹ thời gian trong ngày của anh thì như thế nào ạ? Tối thứ Bảy anh tới cũng được. Khi cửa trái tim này mở ra thì cảm nhận đầu tiên của hai bạn khi nhìn thấy nhau là như thế nào? Vui gì? Mừng. Mừng cái gì? Bây giờ gặp được mới gặp được người yêu. Ai yêu ai? Hai bên yêu. Đang tìm hiểu. À em yêu chưa? Dạ. Thì mới yêu trong lòng thôi, còn ngoài chưa. À. Thế còn em? Tại cũng nghe bạn nói và cũng xem hình rồi đấy, mà khi mà mở ra em thấy đúng hình em cũng không bất ngờ. Không bất ngờ nhiều. Giờ Cát Tường mời hai bạn thưởng thức một bữa ăn trưa rất là ngon miệng tại nhà hàng LA Garden Restaurant nha. Đây là món gà chiên nước mắm nè, gỏi gà nè, rồi gân gà ngâm chua. Rồi xin mời hai bạn cùng ăn trưa với nhau và trò chuyện với nhau ha. Ít phút chị Tường sẽ quay lại. Rồi tự tin lên nha, thể hiện nha, muốn hỏi gì cứ hỏi thoải mái nha. Mời hai bạn ngon miệng. Mà ăn có hợp khẩu vị của anh không? Hợp em. Anh dùng cái quỹ thời gian nào để dành cho gia đình trong ngày ạ? Lúc nào cũng có hết, ví dụ như công việc thì ví dụ như mệt thì nghỉ, hay là anh sắp xếp gì cũng được, tại anh làm ở ngoài. Mà mai mốt ví dụ như anh có việc gì thì anh làm, mai mốt thì anh không có đi làm ngoài nữa, anh tính là làm công việc ở nhà thôi. Ở Vũng Tàu thì là hình như là đầm với sông nhiều, nuôi cá nuôi tôm hả anh? Đúng rồi, mà tại anh không có nuôi cá nuôi tôm. Bây giờ nhà anh là ngành nuôi ong. Nuôi ong ạ? Nuôi ong ở đó thì mình cho ăn đường hay sao ạ? Đâu, ý là lúc cho nó ăn đường không, tới lúc mùa dưỡng thì mình đi nơi các nhiều nơi. Tại vì cái nghề nuôi ong rất là vất vả. Nhà em thì chú em cũng nuôi ong. Anh có thích phụ nữ tóc ngắn không ạ? Tóc ngắn thì anh gọn. Theo như anh tiếp xúc với ba mẹ thì liệu ba mẹ có thích một người con dâu tóc ngắn như em không? Không, miễn sao là được, còn đầu tóc cái gì sao cũng được hết. Anh thì cũng có hút thuốc uống rượu thì anh cũng lâu lâu anh với cũng uống rượu thôi. Trong tháng thì anh sẽ phân chia cái mức lương của mình như thế nào trong cái phần không? Anh cũng lo trong gia đình nhiều chứ, anh cũng tiêu vặt ít lắm. Tại bây giờ anh cũng có một danh thiếp là à dạ. Thôi bây giờ mình dùng một món gì mình ăn xong rồi mình bàn chuyện thêm để chứ không lúc nó hết thời gian. Dạ. Anh có thích một người phụ nữ hướng ngoại không ạ? Sống ở ngoài hay giao tiếp ở ngoài miễn sao nó chính đáng là được. Phải cho nó chính đáng chứ mà ghen mà không có chính đáng là đâu phải là ghen. gì? Trời ơi, đồ ăn ngon quá trời, lo tâm sự không có ăn phải không? Nãy giờ có ăn miếng nào không? Có gì, mới ăn được 2 món. Nhưng mà nãy giờ chị ra ngoài là chị biết là hôm nay em đi theo tham gia chương trình là có mẹ đi chung nữa đúng không? Dạ. Giờ chị mời mẹ em vô chút xíu để tâm sự với mẹ chút xíu được không? À, được ạ. Dạ. Dạ con chào cô. Rồi, hồi nãy giờ cô đứng ở ngoài á, ngồi ở ngoài là cô có nghe hai bạn này, cảm nhận của cô như thế nào? Cháu gái này thì cũng hiền ngoan, nhưng mà cô nghe thấy là có 2 đứa con, nhưng mà theo cô á là con thì cô cũng không có nói gì, nhưng mà ăn thua là giữa 2 đứa phải thương nhau thật sự. Còn con thì tất nhiên là mình nuôi nó thì nó nuôi mình thôi, con, nhưng mà mình cũng phải bảo đúng không, cho nó ngoan. Thì cô cũng rất mừng, tại vì là người ta còn đi xin trả con nít rồi người ta nuôi đúng không cô? Đấy, nhưng mà phải 2 đứa phải thương nhau, biết tính nhau. Đấy, còn như ví dụ bây giờ cô nói là con trai của cô là cái vợ trước á là có quen là 6 tháng làm mai, nhưng mà bên gái nó dục quá, trong khi đó thì về mình không biết tính tình ra sao. Đấy, nhưng mà về á là không có hàng tháng thì cô bảo để đem đi khám, không chịu đi. Cô bảo là đưa cho 5 triệu để đi khám, không đi. Thì cô bảo là phải có lý do, nếu không đi là phải có lý do. Biết không có con thì cũng không giữ lại làm gì, để nó tự hiểu. Hải đó thì con thấy rồi, đức tính rất thật, có gì nói nấy. Cái người thứ hai ấy, thì cũng là mới quen nhưng mà gia đình không ai đồng ý hết. Đấy, nhưng mà quen Hải là về chỉ rút tiền thôi, là hơi bị nhiều, cho nên là cô bảo là Hải phải rút luôn. Từ lúc đó thì đi là cô bảo để lên chương trình là chắc ăn. Lên chương trình chắc ăn. Hôm nay nếu ai thương thì đấy thôi, chứ còn bề ngoài mình không biết được. Tiên thì con cảm ơn cô hôm nay đã đến cùng với anh Hải đây. Tại vì cũng phải có một động lực nào đó thì cô mới đi cùng anh tới đây một quãng đoạn đường xa như vậy. Cái điều thứ hai là con cảm ơn cô là những cái suy nghĩ của cô mới nói về lúc đầu cho những người mẹ đơn thân như tụi con và có các cháu nhỏ nữa. Con rất cảm ơn và trân trọng điều đó. Giữa tụi con thì con cũng cần một chút, hôm nay gặp mặt đây đã là cái duyên rồi. Tụi con cũng cần một chút thời gian để tìm hiểu một chút ạ. Giả sử mà tụi con có không, có duyên á thì rồi chuyện đó tính sau, cái chuyện đó do hai bạn ha. Rồi con cảm ơn cô rất là nhiều ha. Con cũng hy vọng hôm nay là mai mối được thành công cho cặp đôi này. Còn cái chuyện mà các bạn có đến được với nhau hay không, có bấm nút hay không là có đó là quyền quyết định của hai bạn nha cô ha. Dạ con chào cô ạ. Hôm nay chúng ta một cuộc gặp mặt rất là vui ha. Có về Tường, có chia sẻ, có ăn cơm, có mẹ cho ý kiến luôn nữa. Chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào nhau, mỗi người nói với nhau một câu cuối cùng rồi chúng ta quyết định bấm nút. Em cho anh một cơ hội để hai chúng mình bấm nút để tìm hiểu với nhau. Vậy thôi đó hả? Trong lòng anh hiện giờ anh đang cảm thấy như thế nào? Trong lòng bây giờ anh là rất là vui, muốn kiếm được vợ tương lai. Bây giờ anh là muốn em cho anh cơ hội, đừng có hứa hẹn gì không chứ cứ xin ta cơ hội hoài. Cơ hội thì anh làm cho em vui, anh không cho làm cho em buồn. Nếu mà em buồn thì anh làm cho em vui. Hay quá. Cho em hỏi rằng nếu bây giờ em thất nghiệp thì anh có đủ bao dung hai mẹ con em không? Nếu mà thành vợ thành chồng thì ví dụ như em mà khó khăn thì bây giờ anh cũng vẫn, nói chung anh làm miễn sao anh cố gắng anh thuyết phục được mấy mẹ con em. Thuyết phục là sao? Có nuôi ta nổi không? Chứ thuyết phục là thuyết phục cái gì? Ý là thuyết phục là lo lắng. Nói từ cho nó chính xác. Còn không được có thể anh nhảy xuống sông Sài Gòn luôn. Rồi, hết thời gian. Rung động và cảm thấy đối phương có thể là một nửa của mình mới bấm nút. Còn nếu chúng ta cảm thấy không có rung động, người này không phải mẫu người của mình thì chúng ta không cần bấm nút vì lịch sự, không cần bấm bất cứ vì điều gì cả. Rồi, mời các bạn nhắm mắt lại. 1. Bấm nút và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình các bạn nhé, dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Nhắm mắt lại đây hai bạn. 2 3. Hết thời gian. Sao bạn gái không bấm? Tại vì tất cả chúng ta đều đã đi trải qua một lần rồi. Em muốn cần sự chắc chắn một xíu. Dù sao thì Tường cũng trân trọng cái sự quyết định của hai bạn. Mà hai bạn đứng lên ạ. Thật ra thất bại hay thành công của bà mối không quan trọng. Quan trọng là những người tham gia chương trình có tìm được một nửa yêu thương của mình hay không. Chị Tường hy vọng rằng trong tương lai gần các bạn sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Chúc hai bạn sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc của mình trong cuộc sống. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình 12 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần trên kênh My TV quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Và bắt đầu đến với chương trình ngày hôm nay, Cát Tường xin được kết nối với bạn nữ. Hello, chào em gái. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Xin chào mọi người trong trường quay. Ừ, em nghe rõ không? Tín hiệu tốt không cưng? Dạ, ok, hiện tại em vẫn nghe ok. Ok, vậy đợi chị xíu nha. Xin cho chị Tường kết nối với chàng trai đầu tiên nào. Hello em. Hello em trai. Hello chị. Em tên gì? Dạ, em tên Vi ạ. Sống tại Bình Định ạ. Ừ, Vi nghe rõ chị không? Dạ, nghe rõ chị ạ. Rồi, ok. Xin cho Tường kết nối luôn với chàng trai còn lại. Chào em trai, nghe không cưng? Nghe chị. Rồi, ok, nghe rõ không? Nghe rõ chị. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay nha. Hiện tại là cả ba bạn, một bạn nữ và hai bạn nam đã được nghe rõ nhau hết trơn rồi. Ba bạn có thể nhìn thấy chị Cát Tường nhưng mà các bạn chưa nhìn thấy nhau nha. Ok, bây giờ quay lại với bạn gái nè. Em hãy giới thiệu về thông tin cá nhân của em trước đi. Em tên là gì? Em chào mọi người, thì em tên là Duyên. Em sinh năm 97, thì em đang 23 tuổi, tháng 9 này là em sẽ là 24. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hiện tại thì em đang công tác ở Phú Quốc, tỉnh Trương Giang ạ. Hiện tại thì em đang làm nhân viên nhân sự của một bệnh viện ngoài này ạ. Em phụ trách bên mảng là tuyển dụng với lại quản lý đào tạo nhân viên ạ. Ủa mà sao mình làm việc ở tới ngoài Phú Quốc về, cơ duyên nào ra đó và ra được bao lâu rồi? Tại vì em thì kiểu thích đi đây đi đó, thì em có apply ở trong đấy, em có apply ra Phú Quốc. Khi mà em phỏng vấn ở ngoài xong rồi em quyết định, cái ngày phỏng vấn là mọi người bảo với em là em ra Phú Quốc. Còn ở một mình hả em? Em ở một mình ạ. Điểm mạnh, điểm yếu của Duyên là gì? Điểm mạnh của em thì chắc là em có thể chịu được áp lực. Khi mà mọi người trút hết sự tức giận lên em thì kiểu em không có thể hiện ra ngoài mặt, vì em bên trong em rất là nổi giận, nhưng mà em sẽ mềm mại với mọi người, nói chuyện từ từ. Còn cái điểm yếu của em là em bị ảnh hưởng nhiều bởi suy nghĩ của người khác. Xong rồi em cảm thấy buồn vì điều đó. Thật ra sống mà nhiều cảm xúc như vậy cũng tốt, nhưng mà đôi khi là mình phải làm chủ cảm xúc của mình, chứ mình để người khác điều khiển cảm xúc của mình thì mình sẽ khổ á, mình sẽ là cái người khổ á. Vậy thì em có những cái sở thích hay những cái đam mê gì riêng không? Sở thích của em là em thích đi ăn uống, uống bia với mọi người ở ngoài này, em thích chụp ảnh, em có đam mê là chụp ảnh máy phim. Dạo gần đây thì em bắt đầu em chuyển qua chụp máy phim. Chụp máy phim luôn? Dạ, máy phim kiểu phim cũ ạ. Hay quá ha. Đúng rồi, ở ngoài Phú Quốc thì rất là nhiều cảnh đẹp ha. Ok, bây giờ chị sẽ đến với chàng trai đầu tiên nè. Tên tuổi của em nè, công việc hiện tại và em đang ở đâu nè? Em là Trần Vi Sinh, năm 1994 ở Bình Định đó. Hiện giờ đang làm việc ở tại Đồng Nai. Em đang làm ở phòng khám đa khoa Long Bình Tân. Cũng làm trong bệnh viện luôn, trong phòng khám luôn. Cũng có một sự hơi trùng khớp với Duyên một xíu ha. Thấy em nay mặc áo blue trắng nè. Mình đang làm gì trong bệnh viện? Cái công việc chính của em trong bệnh viện là em làm gì? Dạ, em làm điều dưỡng với kỹ thuật khoa X quang. Khoa X quang. Vi đang chuẩn bị đi trực hả Vi? Tới giờ đi trực hả? Dạ, nhưng mà có đòn vô chị. Dạ vâng ạ. Em bị thế cho giám đốc ạ. Điểm mạnh, điểm yếu của Vi là cái gì? Dạ, điểm mạnh của em là chơi được tất cả các môn thể thao như bóng chuyền, đá banh, bơi lội với tập viên. Wow, giỏi quá vậy. Thấy tay cơ bắp dữ lắm nhà đâu, gọng chuột lên chị Tường coi cái coi. Đó, tôi nhìn là tôi thấy liền, ghê thiệt. Rồi, mạnh khỏe như vậy là tốt ha, có tinh thần thể thao trong mùa dịch cũng rất là tốt luôn. Dạ, điểm yếu của em là hồi giờ là hát không hay, không thích đi phân khối nhỏ, đi tốc độ chậm á. Có nghĩa là em đi nhanh hả hay sao? Dạ vâng ạ. Chạy xe. Dạ vâng ạ. Chạy nhanh lắm. Dạ vâng ạ. Đi đâu mà chạy nhanh dữ vậy? Dạ đi theo đoàn chị, đi phượt á. Trời ơi, anh chàng này cũng hay ha, làm trong môi trường bệnh viện nhưng mà cũng rất là thích là ngao du ha, rồi thể thao nữa, cũng hay rất là đặc biệt, rất là cá tính. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt giọt 2 trong 1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bóng, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Thường đi phượt là mình đi được những đâu rồi mình đi là mình đi với ai? Giờ hậu quê là em đi thường đi ra Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị. với Quang Bình ạ. Rồi bây giờ qua chàng trai thứ hai nè. Hello em trai. Em chị ạ. Em tên Lê Văn Chi Tâm chị. Tâm đang livestream ở khung cảnh ở đâu mà nhìn nó rất là dân dã, rất là yên bình vậy? Em ở Càng Long Trà Vinh chị. Biết ngay, tôi biết miền Tây ngay mà, Trà Vinh phải không? À, Tâm là mình đang làm công việc gì á Tâm? Dạ em làm công ty bảo hiểm rồi anh. Mà em làm công việc này lâu chưa? Khoảng 2 tháng rồi, em mới vô làm khoảng 2 tháng. Ủa vậy trước đây thì em làm cái gì? Lúc trước em làm ở trên Bình Dương. Sau này ở chung với bà ngoại á. Nên bà ngoại già cái về quê ở với ông bà. Tại lúc nhỏ là em ở từ bây giờ ông bà già phải không? Trước khi em làm bảo hiểm là em làm nghề công việc gì? Làm bảo dưỡng mô tô chị. À bảo dưỡng mô tô. Rồi bà ngoại bệnh phải không? Rồi mới về quê ở với ngoại để chăm sóc ông bà rồi mới làm bảo hiểm đúng không? Dạ. Rồi ok. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì chứ Tâm? Dạ em chơi được tất cả môn bóng đá, cầu lông. Dạ bơi lội gì em làm được hết. Trời ơi dữ ha. Dân miền Tây là lội dữ rồi. Vậy là hôm nay là hai chàng trai của Thu Duyên đều là những chàng trai rất là thể thao nha. Có lựa chọn rồi nha. Giờ là mình định ở quê luôn hả em hay là như thế nào? Dạ nếu mà sau này có điều kiện thì ra phố làm chị. Ra đâu làm? Phố Trà Vinh rồi. Rồi thì cũng hy vọng cho cái công việc, cái hy vọng cho sức khỏe của ở nhà ông bà khỏe hơn ha. Rồi em cũng có cơ hội để lựa chọn những cái công việc nó thích hợp, cái công việc nó tốt hơn cho mình. Em nói là em ở với bà ngoại, vậy còn ba mẹ em đâu? Dạ ba mẹ em thì ở riêng chị. Tại lúc nhỏ mới học bắt em về ở với bà ngoại hồi 1 tuổi lần. Tại vì ở nhà mẹ thì có hai đứa em phải lên ở với bà ngoại. Vậy là từ nhỏ luôn là mình không có sống để mà được ba mẹ chăm sóc từ nhỏ luôn. Dạ. Cũng hơi thiếu thốn tình cảm ha. Có thấy buồn không? Dạ không chị. Tại vì ở ông bà hay ở với mẹ vậy thôi chị. Ok rồi quay lại với Duyên nha. Duyên nghe sự chia sẻ của hai chàng trai mình hôm nay không? Trước tiên thì cảm xúc của em hiện tại như thế nào nè? Em thấy như thế nào nè? Em thấy là hai bạn nào cũng đều thích chơi thể thao. Nhưng mà em thì em không có chơi thể thao. Mốt về mấy bạn này làm động lực cho mình. Sao tốt ơi, mà hiện tại từ lúc em ra Phú Quốc này em đã tăng cân rất là nhiều. Với lại em thấy hai bạn đều có những cái liên quan tới mạng y tế của em. Ví dụ như bạn Vi, bạn ấy làm bên điều dưỡng. Còn Tâm thì bạn ấy bên bảo hiểm. Thì bên em cũng hay liên kết với các cơ quan bảo hiểm thì để làm plan bảo hiểm cho khách hàng ấy. Cái slogan trong cuộc sống hiện tại của em là gì Duyên? Em có nêu ra là cái mọi việc rồi cũng sẽ ổn. Nếu như mà nó không ổn thì nó không phải là cùng. Thì cái này là từ những cái kinh nghiệm thực tế mà em đã từng đi qua. Tức là trong cuộc sống em cũng nhiều khi em gặp những cái trường hợp mà em nghĩ là thôi xong rồi đó, kiểu như mình không còn cách nào để mình lấy nữa. Nhưng một thời gian sau thì em nhìn lại cái việc đấy nó trôi qua một cách nhẹ nhàng, kiểu không có cái gì hết. Anh Vi, cái slogan trong cuộc sống hiện tại của em là gì? Dạ, slogan của em là bình tĩnh hoặc sống, đời còn nhiều thứ thú vị hết. Đúng. Đi một ngày đàn học một sàn khôn, cuộc đời này rất là thú vị, tương lai còn mở rộng ở phía trước. Anh chàng Chí Tâm của chị, bây giờ mình cái slogan sống hiện tại của em là gì Tâm? Dạ không gì là không thể chị. Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Rồi bây giờ tình trường của em sao Tâm? Dạ em trải qua 2 mối tình. Tình đầu tiên là năm lớp 12 là em đi gia đình khó khăn á, nên là em đi lên Bình Dương vừa làm vừa học. Xong rồi có quen được một bạn nữ trong công ty. Rồi chiều quê em làm học xa mặt cách lòng sao á. Chia tay luôn. Bạn nói nó không hợp nên chia tay chị. Quen được bao lâu? Dạ được 2 năm chị. 2 năm rồi xa mặt cách lòng chia tay. Mối tình thứ hai thì tốt nghiệp 12 em lên Bình Dương làm việc học đó, là em học bên chuyên ngành bên công nghệ ô tô chị. Là em quen dạng như là gia đình nói ra vô vậy đó. Tại vì lúc đó thì em cũng dạng như là công nhân thôi, cũng chưa đi làm mướn thôi, cũng làm việc học thôi, cũng chưa có tương lai chị. Mối tình đó kéo dài được bao lâu? Dạ 4 năm. 4 năm luôn. Tại vì lúc đầu ra thì nói chung em cũng nhờ công ty cho điều kiện học đó chị, nên là em cũng muốn ở lại làm trong công ty khoảng thời gian đó để ra được đi làm. Như vậy thật sự là tình yêu nó cũng chưa đủ lớn ha Tâm ha. Nếu mà đủ lớn thì mình sẽ cùng nhau mình chờ đợi hoặc mình vượt qua được đúng không? Vậy là bao lâu rồi, mấy năm rồi không có bạn gái? cũng gần 7 năm rồi chị. Về đây em cũng làm bánh quế xanh, lúc trước cũng làm bánh quế xanh được 1 năm. Xong rồi em có đi ăn cơm ở quán á. Có cái gì đó chỉ kêu gả con gái cho mà coi, em nói chắc cũng nói giỡn thôi. Tại vì cũng đâu có quen biết mình đâu. Nên là em cũng nói thôi, tại vì con chưa có biết con gái cô sao này kia rồi nữa. Là từ chối trước kia chị. Là có người đòi gả con gái cho mình mà mình từ chối chứ mình không có ế đúng không? Phải, tại vì nhiều khi người ta nói chơi cũng không biết đó chị. Nhưng mà người ta nói chơi gì con gái người ta đòi gả cho em, có nghĩa là người ta cũng quan sát rồi, người ta thấy em cũng được, có cái điểm gì đó người ta mới đòi gả con gái cho mình chứ đúng không? Rồi ok thôi, cảm ơn em. Bây giờ đến Vi nè. Vi kể về tình trường của Vi cho Tường với lại là cho Thu Duyên nghe với nè. Là em được 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là từ lớp 11 là được 1 năm. Mối tình thứ hai là từ lúc sinh viên là được 3 năm à. Cái mối tình sau 3 năm lẫn thì lý do tại sao mà chia tay? Dạ em cũng không biết lý do. Học xong 3 năm rồi nhưng hai đứa về cái bạn đó cũng đi làm bệnh viện luôn. Cùng hai đứa nhưng cắt đứt liên lạc rồi. Em đi kiếm nhà bạn đó cuối cùng cũng không ra luôn. Là sao? Em cũng không biết nữa. Sao không biết, mình phải tìm hiểu chứ. Trời đất ơi, 3 năm trời mình yêu nhau mà mình phải biết chứ. Mình phải đi tìm nguyên nhân chứ. Thì em cũng đi kiếm rồi mà cũng không ra được kết quả. Do đợt trước là có một bác sĩ chẩn đoán bạn đó là có một khối u bên trong tử cung. Thì cũng đâu liên quan gì đến cái chuyện mà ra đi không một lời từ biệt. Hay là bạn ấy thấy là bạn ấy bị bệnh nên bạn ấy không muốn liên lạc. Em không biết. Mà nhà bạn đó cũng cách em cũng gần này kiếm biết. Cuối cùng là cũng không được luôn. Không được em luôn. Em hỏi luôn rồi. Không gặp nhau bao lâu rồi? 4 năm không gặp. Cuối cùng là bạn đó ở trong bệnh viện, là cái ngày mà em băng máu cho bạn để bạn bị sốt, băng máu cho bạn để bạn bị sốt. Sốt nặng chứ bị vết thương mà. À, có nghĩa là khi hai đứa quen nhau thì bạn ấy đã có bệnh rồi và em đã chăm sóc bạn ấy ở trong bệnh viện. Lần cuối gặp nhau là ở trong bệnh viện. Dạ vâng ạ. Rồi sau đó bạn nó mất tích luôn. Dạ vâng ạ. Mà trước đó là không có xảy ra mâu thuẫn gì hết. Dạ không xảy ra mâu thuẫn gì đâu. Cứ hàng năm á, đúng ngày 15 tháng là đi kiếm mặt đó ở tất cả các bệnh viện ở quê em ạ. Rồi cái ngày đó là ngày sinh nhật của bạn. Trời ơi, buồn quá ha, một câu chuyện rất là buồn. Sao có những... Giờ chị cũng không biết chia sẻ như thế nào luôn. Duyên ơi, em nghe câu chuyện của Vi thì em cảm nhận như thế nào? Chị Tường cũng đang bồi hồi quá, không hiểu sao luôn. Em nghe em cũng hơi kiểu giật mình đó chị. Nói chung là hàng năm á, cứ 15 tháng 6 là tất cả các bạn từ bạn học, bọn em cũng chia thân nữa, tất cả nhốt là ai cũng tìm bạn đó để liên lạc, để liên kết lại lớp á. Cũng không ra. Thì mình vẫn cầu mong, hy vọng rằng cô ấy vẫn là khỏe mạnh. Và cô ấy nhiều khi có một lý do riêng tế nhị nào đó không muốn gặp mọi người thôi. Thì cuộc sống vẫn phải cứ trôi, rồi chúng ta cũng phải hướng về phía trước. Thì chúc cho Vi là luôn luôn là lạc quan. Những cái chuyện buồn thì thôi mình gác qua một bên để mình tiếp tục đến cái tương lai, cuộc sống phía trước nó tốt đẹp hơn nha. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Vậy là cũng 4 năm trời rồi là không có quen ai hết hả Vi? Dạ, không quen ai luôn chị. Đi học rồi đi làm à. Em đi học tiếng Nhật à. Dạ, đợt trước là mục đích em học tiếng Nhật để em đi du học bên Nhật á. À, du học về ngành gì em? Dạ, điều dưỡng chị. À, mình là muốn đi học bên Nhật hả? Rồi tại sao chưa đi? Dạ, do dự rồng ngày 1 tháng 4 của 2020 bị dịch á. Là bên đó nó đình luôn, không cho. Ồ, vậy mai mốt hết dịch thì em có đi nữa không? Em cũng không đi luôn. Hết dịch thì mình có tiếp tục cái ước mơ. Dạ không chị, bây giờ lớn tuổi. Lớn tuổi, cũng mới có năm ngoái đến năm nay thôi, giờ lớn tuổi rồi. Ok, rồi cảm ơn em. Rồi bây giờ chị quay lại với Duyên nha. Thì tình trường của Duyên như thế nào? Chuyện tình cảm của em thì em cũng qua 2 mối tình. Một mối tình là từ hồi đi học, thì kiểu tình đầu học sinh á. Sau rồi tụi em học xong thì hai bạn em và bạn đó đều không có những định hướng chung với nhau. Thì bạn đó quyết định ở lại Vũng Tàu để đi làm. Bạn ấy không học tiếp, còn em thì em học lên. Nên là bạn ấy nghĩ là bạn ấy sẽ không hòa hợp được với em về cái vấn đề đó. Nên là hai bạn em quyết định là không có theo tiếp. Rồi. Thì một mối tình nữa là cũng hồi năm 2020, 2019 thì em có quen một bạn nam. Xong rồi em quen một bạn đó một thời gian thì em phát hiện ra hai điều. Một là bạn đó bị một căn bệnh nan y kiểu di truyền từ ba, là thì ba bạn đó đã mất rồi và đường em phát hiện được thứ hai là bạn ấy đã có người yêu rồi, thì em mới phát hiện em là người thứ ba bất đắc chỉ. Cái thời gian đấy thì cũng may thay là em đi, em nhận được offer ra Phú Quốc nên là em cũng tạm thời em không nói chuyện nữa, em đi ra đây em đi làm. Ủa rồi cái bạn trai thứ hai đó là rồi, hiện tại là vẫn mạnh khỏe không? Ừ, bạn đó bị về thận, cái bệnh đó là không chữa được, sẽ phải chạy thận nhân tạo suốt thôi. Nhưng mà bạn đó chạy thận luôn rồi hả? Nặng vậy hả? Chưa đến mức chạy thận. Chỉ là mới bị bệnh. Nhưng mà lâu lâu bạn đi lấy sinh thiết thì em cũng có biết thông tin. Hiện tại thì bạn ấy đã kết hôn với bạn. Kết hôn luôn rồi. Wow, dạ. Rồi, ok. Thế bây giờ là Duyên mong muốn tìm một cái người bạn trai hay là một cái người chồng tương lai của mình là người như thế nào? Không phải là em thực dụng đâu, nhưng mà cái bạn trai của em thì ít ra cũng công việc cũng ổn định. Tại vì để cả hai không phải phụ thuộc vào nhau á chị. Biết quan sát tinh tế một xíu rồi biết để ý mọi người, quan tâm mọi người. Cao hơn em. Chị nghĩ đây anh nào cũng cao hơn em. Em cao 1m55, 1m56 thôi. Với lại các bạn ấy có thể thông cảm được cho em, tại vì công việc của em thì tiếp xúc với rất là nhiều người, em làm tuyển dụng mà. Các bạn có thể yêu xa, tại vì em ở Phú Quốc có những sở thích giống em, ví dụ như là uống bia, nuôi mèo, em cũng hay nuôi mèo đó. Với lại có một cái quan trọng đó là em có hình xăm, em cũng muốn chia sẻ luôn là nếu như mà bạn ấy không ngại về cái vấn đề em có hình xăm. Đâu nãy giờ chị đâu thấy hình xăm gì đâu, cho chị Tường coi cái coi. Chị thấy chứ mấy bạn nam kia đâu có thấy, con mình chị thấy mà nhiều hơn, xăm nhiều hơn. Chắc là cũng khoảng 4-5 cái á. 4-5 cái. Có một cái hình xăm đầu tiên là em xăm hình con mèo, từ em thích mèo và em xăm chữ mâm. Thì em rất là đối với em mẹ quan trọng. Hình xăm thứ ba là có một cái, tức là lúc đó bạn của em, bạn đó cũng là người yêu cũ của em luôn. Bạn đó thì có làm bắt đầu học xăm, thì em cũng qua đó để cho bạn đấy test tay nghề. Em cũng rất là thích rồi, cái đó. Xăm một cái cây xương rồng chị. Một năm sau đó cái nó mới kêu là ê mày qua đi tao cover lại, tao đè lên cho mày một cái hình đẹp hơn. Thì là đó là cái hình cover của cái hình trước của nó. Rồi có một cái hình là em là mạng thủy, cho nên là em có xăm một cái hình con cá voi. Chị ý nghĩa là nhìn dễ thương lắm. Ý nghĩa nó ghê gớm quá ha. Ý nghĩa gì nãy giờ tôi thấy tự nhiên thích mèo xăm con mèo. Mai mốt vậy là em thích anh nào, mai mốt em xăm tên mẹ vậy, mai mốt em lấy chồng em phải xăm chồng nè, xăm tên chồng nè, rồi đẻ con là phải xin xăm hình con để tên con nữa. Trời ơi. Rồi hai chàng trai của tôi thích đó chị ơi. Đấy là cho em hỏi cái hình xăm xương rồng có nghĩa là gì? Kiểu như là tính của em là một cái tính gọi là kiên cường. Em là một người rất là không bao giờ thể hiện ra em và chuẩn bị trước mặt người khác. Tâm suy nghĩ sao về những cái hình xăm của Duyên? Cũng được chị, nhưng mà hình quá dạng như xăm tay thì kia rồi á, hình như em không thích nhiều chị. Giang hồ quá chị. Giang hồ quá chị. Giống giang hồ quá hả? Vậy giờ em thích mẫu người phụ nữ như thế nào nè? Tâm luôn, sẵn chị hỏi luôn. Em thì là yêu cầu thiệt, không cần nấu ăn ngon cũng được cái chị. Về việc mà ăn nhậu là mình không đi xã giao rồi này kia, giải yêu cầu lùng hơn em được chị. Em cao mét mấy? Đấy, em cao 1m82 chị. Gì? Cao mét mấy? 1m82 chị. Em nghĩ có cô nào mà cao nổi hơn em. Trời ơi, ông cao sọc, cao nhiều nghêu mà ông rồi. Ok, cảm ơn em. Thế rồi còn anh Vi, tiêu chuẩn của em như thế nào? Dạ, nói chung là bạn gái thì phải hơi nhỏ con tí thôi. Nói chung là nhậu thì ok rồi, em cũng biết nhậu. Thứ ba là không hút thuốc và biết tôn trọng và lắng nghe là được. Rồi, hôm nay người thân với em để mà tư vấn giúp cho em là ai? Em ra ngoài này thì em có quen được một bạn. Thì đây là gọi là chị thôi chứ hồi bạn rồi cũng chơi rất là thân với em. Hello, chào em gái. Dạ em chào chị Tường ạ. Em tên gì? Dạ em tên Đình ạ. Thế bây giờ hôm nay mình làm quân sư nè. Đó, bây giờ em Đình có thể hỏi anh Vi cũng như là hỏi Chí Tâm một vài cái câu hỏi mà em muốn. Câu hỏi gì nó sâu sát vô để cho các bạn ấy trả lời, qua đó giúp cho Duyên có thể lựa chọn được một đối tượng cho mình. Mời em. Bạn Vi cho mình hỏi là bây giờ cái bạn nữ đó, tức là cái câu chuyện tình của hai bạn kết thúc nó cũng không có rõ ràng, Cho nên là nếu trong trường hợp bạn có bạn gái sau này rồi nhưng mà cái bạn gái cũ của bạn lại quay về thì bạn sẽ có cái phản ứng gì, và lúc đó bạn có quyết định đó, bạn gái cũ quay về và muốn nối lại mối quan hệ với bạn đó. Thì em vẫn xem là bạn bè thôi, bởi vì là bọn em là học cùng lớp, còn mà bạn gái hiện giờ là nói chung là người đi dưới suốt cuộc đời với mình. Còn em hỏi bạn Tâm á, tại vì cái mối quan hệ trước đây của bạn Tâm đó là vì xa mặt cách lòng cho nên mới chia tay. Thì bây giờ nếu như mà may mắn mà hai bạn có đến với nhau ấy, thì bạn Duyên bạn ở Phú Quốc, bạn Tâm thì bạn ở Trà Vinh, Tâm là bạn có cái giải pháp nào để tránh cái tình trạng là xa mặt cách lòng hay không? Dạ thì cái đó là mà xa nói thì em đi cũng được, nhưng mà đối với em thì đó chưa tay em thôi. Em bất cứ ai làm gì làm nhưng em vẫn yêu tới cuối từ khi bạn đó chia tay em thôi. Nhưng mà bây giờ yêu xa quá thì theo em nghĩ mình sẽ duy trì mối quan hệ như thế nào? Thì mình gọi video call, nếu mà có thời gian đi gặp được là. Rồi sao với câu trả lời của ảnh của anh Tâm như vậy rồi, hai em còn thắc mắc gì nữa không? Cho em hỏi thêm một cái, tức là nãy chị Đình có hỏi chị Hoàng Tâm về vấn đề yêu xa, em muốn hỏi thêm chỗ bạn Vi. Sao thì em không quan trọng, chủ yếu là quan trọng là bạn gái bên đó có chiều tới hay không. Hàng ngày á, thì gọi video hàng ngày nói chuyện, chủ yếu bạn gái thích cái công việc của mình là rảnh thời gian rồi là thì em có thể ra được. Thế bây giờ Duyên ơi, em cũng phải bây giờ em bàn bạc với bạn của mình xem để bạn mình tư vấn như thế nào, và em phải chọn ra một chàng trai thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một người nữa thôi nha. Chắc là em cũng xin lỗi bạn. Chơi được tất cả các môn thể thao, bóng đá, cầu lông, nhậu, bơi lội gì em làm được hết. Nói chung là nhậu thì ok rồi, em cũng biết nhậu. Không cần nấu ăn ngon cũng được, và biết công việc và lắng nghe là được. Chắc là em cũng xin lỗi bạn Tâm, Anh cảm ơn chương trình, thì em sẽ chắc là chọn bên của bạn Vi ạ. Rồi ok, bây giờ thì chị sẽ cho Duyên với Tâm gặp nhau nha. Rồi hai bạn thấy nhau chưa Duyên với Tâm? Nói chung là ngày hôm nay thì cảm ơn Tâm vì đã dành thời gian đến tham gia chương trình. Từ đầu giờ mình nghe Tâm chia sẻ thì mình cũng hiểu một phần nào về tính của Tâm, là một người rất là chân thật. Duyên cũng có rất là nhiều bạn ở miền Tây và Duyên rất là thích các bạn người miền Tây luôn. Các bạn ấy sống rất là tình cảm, rất là có sao nói vậy. Tương lai nếu mà có cơ hội được gặp lại thì chúng ta sẽ là những người bạn tốt, hoặc là hỗ trợ nhau trong công việc hay trong cuộc sống gì đó. Ok, không có vấn đề. Chị Tường cũng thay mặt chương trình là chúc cho Tâm luôn được nhiều sức khỏe nha, phát triển tốt hơn trong cái công việc của mình. Được rồi, em cảm ơn chị. Ok, cảm ơn Tâm rất là nhiều, hẹn gặp lại Tâm ha. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta đành phải chia tay bạn Tâm rồi. Bây giờ thì tiếp tục với chương trình với cái phần 2 để cho đôi trẻ hôm nay gặp trực tiếp và trò chuyện với nhau. Rồi, xin mời phòng máy cho kết nối Vi với Duyên ạ. Hello mọi người. Rồi, hai bạn thấy nhau rồi ha. Mặc đồng phục này rất là quen rồi. Bây giờ chị Tường sẽ ao ra để cho cái mạng nó tốt, để cho hai bạn cùng trò chuyện với nhau. Rồi, xin mời hai bạn tự nhiên. Cảm ơn chị ạ. Vi làm điều dưỡng bên chuyên khoa gì? Bây giờ là chuyên khoa nội luôn. Chuyên khoa nội mà có liên quan đến khoa ngoại nữa. Ngoại của mình là bên ngoại nội trú hay là ngoại phòng mổ nè? Ngoại trú á. Vi có thấy thích công việc này không? Nói chung là công việc y hầu giờ đam mê từ nhỏ rồi. Ra Duyên cũng nhìn thấy là các bạn làm trong ngành y, các bạn ấy có một cái tinh thần rất là sẵn sàng lăn xả, tại vì các bạn đã chấp nhận làm cái ngành điều dưỡng rồi, nên là đó là cái điểm mà Duyên rất là thích ở các bạn làm y. Duyên có kêu là không thích những cái hình, ý là hình xăm có ý nghĩa thì ok, còn hình xăm mà không có ý nghĩa thì khi nó không hẳn là ý nghĩa, kiểu nhiều khi là Duyên thấy nó đẹp, Duyên thích, nhưng mà Duyên sẽ không xăm những cái hình rồng, long phượng rồi các kiểu hổ báo cáo trồn đâu. Hình xăm đó, ví dụ làm thì mình xăm ví dụ rồng phượng thì không sao, mà khi mà xăm rồng phượng phải biết ý nghĩa nó, tại sao mình xăm cái hình đó. Còn hình bông hoa hồng là đó là một món quà yêu thích mình, dùng hoa hướng dương hay hoa hồng thì đó nó đặc trưng ý nghĩa riêng của nó. Nhưng hoa hướng dương là tình yêu vĩnh hằng, cho nhà Vi cũng có bên hoa, cũng hiểu về một số vấn đề về hoa. Trời, Duyên cũng rất là thích hoa luôn, ngày nào hầu như là tuần nào cũng sẽ mua hoa lên văn phòng để cắm. Nhà Vi là nhiều hoa thôi, ngày thì nằm có hoa. Ok, hồi nãy thì Vi có nói là Vi có thể gọi video call hàng ngày á, nhưng mà thực ra cái công việc của Duyên thì đôi khi không thể nào mà ngày nào Duyên cũng nghe điện thoại được, thì có thể là Duyên sẽ không thể quan tâm được cái bạn trai của mình nhiều lắm, nhưng mà Duyên cũng đang cố gắng là sẽ cân bằng lại những thứ đó. Nói chung là ai trong ngành y ai cũng hiểu về vấn đề đó, tất cả cũng như Vi á, cũng làm hàng ngày, cứ sáng làm tối về. Có ý định là chuyển đến chỗ khác làm không? Chỗ nào mà thuận lợi công việc của mình á thì mình cứ đi làm thôi, nói chung là ba mẹ cũng không ép. Còn như là Duyên á, hàng ngày ví dụ đi làm nó, ví dụ là có khi nào mà làm mệt mỏi nằm tại chỗ, không biết lý do nào mình nằm, chỉ có là đi về nhà thôi, chứ tại vì trong văn phòng thì có camera nên không được nằm. Cũng như ví dụ đang làm gì đó bất lực, nói chung mệt hết sức nằm tại chỗ. Không, tại vì công việc của Duyên là làm văn phòng á, cho nên là không đến mức là nó bị mất sức, nhưng mà nó là nặng đầu. Trong cái đó là ngành y ai cũng hiểu vậy. Trong chồng mà như là Duyên có thể trong cơ hội lẫn nhau được không? Ok, tại vì hồi nãy Duyên nghe chia sẻ về cái chuyện người bạn cũ của Vi, Duyên có hơi một xíu là băn khoăn về cái vấn đề đấy, nhưng mà nghe chị Ti hỏi do bạn gái cũ bây giờ là muốn nối lại mối quan hệ với bạn á, thì em vẫn xem là bạn bè thôi, bởi vì là bọn em là học cùng lớp, còn mà bạn gái hiện giờ là nói chung là người đi dưới suốt cuộc đời với mình. Chị định hỏi á thì ok rồi, một năm á như là mình gặp nhau khoảng cỡ mấy lần, nhưng mà năm nay thì dịch quá thì không biết, nhưng mà Duyên có thể sắp xếp về được, nhưng mà nếu mà công việc nó ok cho Duyên về có thời gian nghỉ á thì Duyên có thể về được. Người Duyên thích đi phượt không? Hồi xưa thì thích đi phượt lắm, ngồi trên xe máy của bạn đi suốt thôi, mà sau lâu rồi không có đi máy nhiều á cho nên cũng không biết là có ngồi hồi không nữa, nhưng mà nếu có cơ hội thì rất là muốn đi xe máy. Hello, chào hai bạn, mình đã quay trở lại rồi. Duyên, hồi nãy chị nghe em nói là em thích mèo, thậm chí là em có xăm mèo luôn, thì rồi hiện tại rồi mình có nuôi mèo không? Dạ có, em có nuôi 2 con, nhưng mà nãy giờ em không thể bắt được nó xuống đây, nó đang ở trên tầng đó chị. Em nhặt được 1 con ở bệnh viện, còn 1 bé nữa thì là nó bị bỏ ở trong cái bãi đất nhà gần nhà em á. Rồi giờ sao rồi Vi, sao Vi có thích động vật không, có thích nuôi mèo không? Chứ cô này cô thấy mèo ai bỏ rơi bỏ rớt cái cổ lụm về hết trơn nè. Dạ hồi giờ em cũng thích nuôi động vật á, đặc biệt là chó nữa. Vậy hả, mèo và chó luôn hả? Ok. Nhiều người nói chó mèo không ưa nhau, chứ chị thấy có nhiều gia đình vừa nuôi chó vừa nuôi mèo thấy nó cũng bình thường à, thấy con chó mèo nó cũng chơi với nhau bình thường à. Bây giờ thì quay lại chuyện của hai bạn, thì thật sự cái thời gian để mình trò chuyện ở chương trình này nó không có nhiều, thì bây giờ quan trọng là các bạn đưa ra cái sự lựa chọn của mình như thế nào. Cái cảm xúc của Vi hiện tại như thế nào về cái buổi gặp mặt ngày hôm nay? Dạ nói chung là em cảm ơn chương trình đã tạo cho cơ hội cho em hôm nay, và mong bạn là cho một cơ hội lẫn nhau. Em cũng rất là có cảm tình với bạn Vi, tại vì bạn ấy cũng có nhiều điểm chung với em, ví dụ như nhà có bán hoa nè, rồi cũng thích nuôi chó mèo. Rồi bây giờ các bạn đã chuẩn bị sẵn cho chị Tường là biểu tượng mặt trăng và mặt trời chưa? Ok. Rồi nếu như mà các bạn không đồng ý hẹn hò với nhau, mình cảm giác là hôm nay chương trình giới thiệu cho mình cái người này chưa có vừa ý mình lắm, thì mình có quyền đưa biểu tượng mặt trăng. Còn nếu mình cảm thấy là đây là một cái đối tượng mình có thể dành thời gian để tìm hiểu được hợp lý, thì mình cứ đưa biểu tượng mặt trời. Bây giờ sau 3 tiếng đếm của chị Tường thì mình sẽ đưa cái biểu tượng mà mình lựa chọn lên nha. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1. Sao thì em không quan trọng, chủ yếu là quan trọng là bạn gái bên đó có chiều tới hay không. 2. Trời, Duyên cũng rất là thích hoa luôn, ngày nào hồi giờ tuần nào cũng sẽ mua hoa lên văn phòng để cắm. Nhà Vi là nhiều hoa thôi, ngày thì nào cũng có hoa. 3. Xin mời. Mong bạn là cho một cơ hội lẫn nhau. Em cũng rất là có cảm tình với bạn Vi, tại vì bạn ấy cũng có nhiều điểm chung với em. Đưa biểu tượng lên. Rồi, chúc mừng hai bạn nha. Chào đi trực á. Em đi trực á. Và ngày hôm nay thành công rồi. Chúc mừng cho bà mối Cát Tường. Bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.